Mình đang có mặt ở Cup House địa chỉ 455, 457 đường Hồng Bàng, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Hiện tại Cup House đang kinh doanh các dòng xe từ xe đẹp, độc lạ đến các xe nhập khẩu nguyên chiếc, rất chất lượng nha mọi người. Trong clip này chúng ta có một chiếc xe nhân vật chính, đó chính là chiếc SH Vecho nhập từ Ý. Bên cạnh đó có những chiếc xe Super Cup 110, 125, Dash, chiếc ST125, Super Cup vân vân, rất nhiều dòng xe khác nữa. Rồi, để mọi người chiêm ngưỡng một con xe mà sốt rần rần trong những ngày qua, đó chính là SH Vecho nhập Ý. Trước mặt mọi người đó là SH Vecho nhập Ý phiên bản 150cc. Và bên đây em có một con xe SH Vecho đã được gắn bình để chúng ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp trực tiếp em nó. Đây, đã được mở lên này mọi người. Thứ nhất là đèn định vị LED, đèn pha LED, đèn xi nhan LED. Chúng ta soi tiếp cái đồng hồ, rất là đẹp nha mọi người. Em mở lại cho mọi người xem nè. Đó, hello và hiện dần chữ SH nữa. Ở đây chúng ta có ABS bánh trước bánh sau, công nghệ chống trượt hai bánh, traction control trong điều kiện đường trơn trượt hoặc là cát đá sỏi gì đó. Chúng ta có báo hiệu giờ phút, km trên giờ, hiệu điện thế bình, số km đã đi, lượng nhiên liệu còn lại, chip A chip B, trung bình một lít xăng chạy được bao nhiêu km cũng được hiện ở đây luôn. Và chúng ta có các nút cơ bản như là passing, đèn pha, đèn code, nút chỉnh info, info A, info B, nút kèn, nút xi nhan. Ở bên này tất nhiên sẽ có công nghệ tạm dừng 3 giây, idle stop, và nút đề xe ở đây. Rồi, bây giờ em sẽ nói về một số cái công nghệ và những cái ưu điểm vượt trội giữa con xe SH Vecho nhập Ý này so với con xe SH hiện đang được bán tại thị trường Việt Nam. Thứ nhất, con xe SH Vecho này được sở hữu một cái dàn áo làm bằng sợi thủy tinh trong suốt, giống như màu xanh ngọc lục bảo như thế này nha mọi người. Chúng ta có thể thấy được bên trong như là các cái chi tiết, như là phía dưới cái dàn áo, như là các cái bát, các con ốc, đèn kèn còi gì đó vân vân. Bên cạnh đó thì chúng ta có được những cái công nghệ nào nữa. Thứ nhất, chúng ta có cái tay dắt, chúng ta có luôn cả cái lẫy để chúng ta có thể gắn được cái thùng, nếu mà chúng ta có mua thêm cái thùng. Và phía dưới cái tay dắt này, người ta trang bị sẵn cho mình một cái nút để chúng ta có thể bấm mở thùng nha mọi người. Đó, chúng ta nghe nút tách tách á. Đó, và dây điện người ta đã gói gọn ở trong cái phần nhựa này, rất là đẹp luôn mọi người. Rồi, tay dắt thì cũng được thiết kế mới hoàn toàn so với con SH Việt Nam ở đằng xa xa kia nha mọi người. Đó, tay dắt của con SH Việt Nam nó khác nha mọi người, nó khác so với con SH này, mọi người có thể thấy đó, nó khác nhau nha. Rồi, cái tay dắt này có bạn hỏi mình trong clip trước là làm bằng chất liệu gì, thì mình xin trả lời luôn là vẫn là bằng nhựa chứ không phải là bằng kim loại nha mọi người. Rồi, tiếp theo những cái phần khác mà mình có thể nhắc tới như là cái cốp siêu to, có thể để được rất là nhiều đồ, có thể chúng ta để được cái nón 3/4 hoặc là nón full face vào vị trí này và vẫn còn trống ra, chúng ta có thể được túi sách, quần áo, tư trang, găng tay, mắt kính, điện thoại vân vân. Thì cái cốp này lên đến 20 mấy lít, gần 30 lít, cho nên chúng ta tha hồ chúng ta để đồ nha mọi người. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta có được những cái điểm nhận diện. Con xe này là con xe SH Ý, như là cái tem ở đây Made in Italy. Đó, ở đây có dòng chữ SH125. Rồi color là màu, mã màu, rồi code, cái mã của chiếc xe vân vân. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái trang bị rất là đáng tiền, đó chính là cái lớp Michelin. Trước sau Michelin nha mọi người. Nếu so với SH Việt Nam đang bán thì chỉ được trang bị lớp IRC thôi, còn cái lớp xe, còn Vecho này được trang bị lớp Michelin lận, có phần xịn sò hơn nha mọi người. Những cái chi tiết mà con xe này nhấn nhá để tăng vẻ thể thao và
đều vẽ đẹp trong xe là bao gồm phần màu sơn. Thì chúng ta có sơn đen cái ốp lốc nồi, chúng ta có sơn đen tay jack, chúng ta có sơn đen cái phần nhựa phía bên hông này và có logo chữ Honda ở đây. Chúng ta có sơn đen cặp phuộc trước, sơn đen cái mâm, chúng ta có sơn đen cái phần chắn bụng trước nha. Và chúng ta có mắt mèo phản quang hình vuông ở đây, rất là châu Âu luôn, rất là Ý luôn. Việt Nam thì không có cái phần phản quang đó. Chúng ta có sơn đen cái Oppo, chúng ta có sơn đen cái gấp nữa mọi người, cái gấp bánh sau nè, sơn đen luôn. Ở tại Việt Nam thì con SH Việt Nam chỉ được sơn màu bạc thôi. Và cái chi tiết sơn bạc này một thời gian nó sẽ bị ố màu, nó sẽ bị bay màu nha mọi người. Rồi, đó là những cái phần mà có thể kể tiếp, như là cái chỉ may, cái yên được chọn lựa màu chỉ may gia công bằng tay này, bằng chỉ màu xanh luôn cho nó tông sẹt tông với lại cái dàn áo. Rồi, ở đây là có một cái smart key, tất nhiên rồi, có mở luôn cái chỗ để xăng. Đây, chỗ để xăng nha mọi người, em mở cho mọi người xem nha. Đó, thì cái chi tiết mở đâu ra đổ xăng này chúng ta không cần phải xuống xe để mở cốp ra như những chiếc xe khác, đặc biệt là trong trường hợp tế nhị hoặc là những trường hợp mà đổ xăng mà chúng ta có những cái vật giá trị ở phía dưới cốp như là tư trang vàng bạc hay là điện thoại hay là những cái vật có giá trị, thì chúng ta mở cốp ra chúng ta đổ xăng thì đôi lúc cũng dễ bị để ý, cho nên đổ xăng bên ngoài cũng là một cái điểm cộng. Rồi, chúng ta đổ xăng xong chúng ta có thể đẩy lại như thế này. Rồi, đó là chi tiết điểm cộng nha mọi người. Còn cái chìa khóa smart key thì nó có cái nút, cái này là khóa xe, cái này là tìm xe. Đó. Rồi, bên đây thì có mã vạch và một cái chìa phụ cũng như là một cái từ để mở trong trường hợp khẩn cấp. Tất nhiên rồi. Rồi, em review nãy giờ cũng khá là chi tiết rồi. Còn một điểm mà em muốn nói với mọi người đó là cái dòng chữ Limited Edition. Với con xe Vectio này thì chỉ được sản xuất đúng 700 chiếc trên toàn cầu, tức là 500 chiếc cho phiên bản 150cc và 200 chiếc cho phiên bản 125cc. Như vậy là tổng cộng 700 chiếc tại thị trường toàn cầu. Như vậy thì mọi người hiểu cái độ hiếm cũng như cái độ giới hạn của con xe này. Nếu mà sau này mà phân phối tại thị trường Việt Nam mà người ta mua hết thì các bạn có muốn mua nữa thì sẽ cũng không còn đâu để mà mua nha mọi người. Cho nên là hiện tại con xe đang được nhận đặt hàng cũng như là đang để sẵn tại Cup House ở địa chỉ 455-457 đường Hồng Bàng, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên mọi người có thể ghé xem, trải nghiệm, ngồi thử cũng như là tận mắt chứng kiến cái vẻ đẹp, cái độ hấp dẫn của em nó. Đặc biệt thì Cup House có một số dòng xe khác nữa cho mọi người có thể tham khảo thêm cũng như là chọn lựa để cho gia đình mình cũng như là cá nhân của mình. Rồi, về giá thì có thể mọi người gọi điện trực tiếp, bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn và cũng như là báo giá cụ thể chính xác hơn cho mình nha. Còn nếu mọi người có thời gian thì hãy đến với Cup House Shop để shop có điều kiện để tiếp chuyện cũng như là được tư vấn cụ thể hơn. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.